nhìn thấy chị em si cũng dễ thương nên mình đỡ lo lắng. Nhà đằng ngoài trời hay mưa, bệ xô, lỗ phố vừa diễn kịch và vừa hát, hát live hết. Đi hát và kiếm sống bằng việc ca hát. Mấy anh biết không, là trái tim của em nó giống như là một cái két sắt mà rỗng không có tiền vậy chồng. Mỗi người có một cái sự cảm nhận về tình yêu khác nhau. May mắn đem đến cho mình cơ hội. Chúc quý khán giả có một ngày làm việc rất là vui và hạnh phúc bên người thân của mình. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình Sao Muôn Màu. Thưa quý vị, một cô gái đóng phim từ khi 5 tuổi với gia tài là những vai diễn lớn nhỏ trong các bộ phim và gần đây nhất là dự án phim điện ảnh Mỹ Nhân Kế, được biết đến như là một ngôi sao tuổi teen với hình ảnh trong sáng cả trong phim và ngoài đời. Bên cạnh đó là một bản thành tích học tập đẹp khiến mọi người phải nể phục. Hiện tại cô đang là sinh viên khoa Kinh tế Đối ngoại trường Đại học Ngoại thương. Vậy cô gái ấy là ai? Xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh sau đây nhé. Vầng trăng cao thì thầm con nguyện cùng muốn xa hưu, ước muốn trong em nhỏ bé thôi, xin một lần cho em phép tiền. Tình cờ vào một lần đi chơi, nhặt được một vật nằm chơi vơi, cuốn sách bên trong thần bí bao nhiêu điều lạ cho em ban phép. Bồi hồi được cầm cuốn sách trên tay, phép cứ tung bay. Ôi diệu kỳ mẹ chiếc váy tự xinh lấp lánh lung linh, ôi nhiệm màu magic đã có những phép tính trong ta, ước muốn sẽ mãi mãi không xa. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn bây giờ quý vị và các bạn đã biết được vị khách mời ngày hôm nay của chúng ta là ai rồi, phải không nào? Đó chính là người đẹp Hoành Đào Diễm My. Những giây phút giới thiệu ngắn ngủi vừa rồi không đủ để chúng ta biết nhiều về Diễm My. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng trò chuyện với Diễm My nhé. Xin chào Diễm My. Xin chào Kim Ngân. Diễm My xin chào tất cả các khán giả của chương trình Sao Muôn Màu. Diễm My ơi, thời gian gần đây thì Kim Ngân ít thấy bạn xuất hiện trong các sự kiện. Vậy thì lý do của bạn là gì? Bạn bận học hay là bạn theo đuổi những dự án phim mới? Thật ra thì My cũng vừa mới hoàn thành xong bộ phim Mỹ Nhân Kế. Và phải nói là bộ phim này quay rất là cực, vì thế nhan sắc của My cũng tàn phai một chút xíu, cho nên là đây là thời gian để mà My lắng lại, để My nghỉ dưỡng, để My hồi phục lại sức khỏe cũng như là những vết thương của mình, và đồng thời thì My cũng đang học năm cuối của Đại học Ngoại thương, cho nên là My phải hoàn tất những môn học cuối cùng. Và Diễm My ơi, cái tên Diễm My của bạn lại vô tình trùng hợp với một diễn viên 6X cũng nổi tiếng một thời, vậy thì Diễm My có thấy sự trùng hợp này có nhiều điều thú vị không? Thật ra thì từ lúc nhỏ thì ba mẹ My rất là hâm mộ cô Diễm My. Và cái thời mà My sinh ra đó là năm 1990 á, thì cô Diễm My, lịch của cô Diễm My hầu như là nhà nào cũng treo lịch của cổ. Và cổ là giống như là một thần tượng của rất là nhiều người. Vì thế là việc mà thần tượng, ba mẹ biết là thần tượng cổ, và khi mà hai người trao đổi hoài không có biết đặt tên cho con gái của mình là gì, thì cuối cùng với cái hy vọng rằng khi mà con gái của mình lớn lên cũng sẽ xinh đẹp, cũng sẽ tham gia được nghệ thuật giống như cô Diễm My, cũng sẽ được lên hình lên lịch giống như cô Diễm My, thì ba mẹ đã quyết định đặt tên cho My là Diễm My, với một hy vọng rằng cũng sẽ được hưởng một cái phần gì đó, một cái nói chung là cũng có một cái gì đó được giống như cô Diễm My. Và cái tên ấy là cơ duyên để đưa bạn đến với nghệ thuật. Bạn tham gia nghệ thuật từ rất sớm và gia tài là những vai diễn lớn nhỏ trong nhiều bộ phim. Vậy thì tại sao mà Diễm My không chọn theo học ngành cao đẳng văn hóa nghệ thuật mà lại trẻ hướng sang một cái lĩnh vực là kinh doanh? Tên Diễm My không... nếu mà nói là tên Diễm My đưa My tới con đường nghệ thuật thì cũng không hẳn là như vậy. Tại vì My nghĩ là mỗi người có một hướng đi khác nhau. Ví dụ như là cô Diễm My thì cô có hướng đi khác, My có hướng đi khác. Lúc nhỏ thì ba mẹ My cũng rất là đam mê nghệ thuật. Ba mẹ My cũng hay tham gia đóng kịch, rồi hay đi hát này kia.
thì lúc nhỏ cũng cho My tham gia đi học hát, học thanh nhạc, đi học múa, rồi đi học kịch. Và rất là may là tự nhiên My cơ duyên đến thì My lại được chọn làm MC chung với lúc đó là anh Hòa Hiệp, Thùy Lâm, Hoa hậu Thùy Lâm bây giờ, ba người làm. Diễm My ơi, Kim Ngân được biết là Diễm My đã từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc lớn nhỏ, tuy không đạt được giải cao nhất nhưng bạn lại được biết đến khá thành công trong vai trò một người mẫu ảnh. Vậy thì bằng những kinh nghiệm, bạn cảm thấy những ưu khuyết điểm trên hình thể của mình là gì? Thì nói chung là My, cái khả năng chụp ảnh của My thì My nghĩ là My có khả năng diễn xuất, và từ cái ánh mắt đến hình thể thì trong diễn xuất nó cũng sách vở, và các anh chị chỉ mình cũng rất là kỹ và mình cũng có năng khiếu. Cho nên là khi mà bước vào cái làm người mẫu ảnh á thì mình cũng có những cái lợi thế nhất định. Việc còn lại là sau khi My chụp rất là nhiều ảnh, ban đầu thì mình cũng có những cái tấm ảnh rất là xấu, tại vì không ai cũng có khuyết điểm trên hình thể của mình cả. Nhưng mà điều quan trọng là mình biết cái góc nào của mình đẹp nhất. Ví dụ như là góc mặt của My thì góc 3/4 là đẹp nhất, thì My biết như vậy thì My sẽ khi mình chụp ảnh thì mình sẽ lách góc mặt để cho cái góc nào mà mình đẹp nhất. Những lời chia sẻ của My thì Kim Ngân cảm thấy rất là gần gũi. Ai cũng vậy thôi, không ai là hoàn hảo cả, đúng không? Nhưng với Kim Ngân, Diễm My thật sự là một người khá là hoàn hảo rồi. Nếu mà có một cái sự thay đổi nào để hoàn hảo hơn thì liệu My có dám thực hiện hay không? My nghĩ là về hình thể, về ngoại hình á, thì mỗi người ông trời ban cho mình một cái nét riêng. Mình nên giữ cái nét riêng đó, không ai lẫn vai cả. Mỗi người đều có một cái thế mạnh riêng. Còn về cái sự thay đổi thì My nghĩ là thay đổi trong cái cách suy nghĩ của mình. Có nghĩa là khi mà My còn My ở tuổi này á, thì có nhiều lúc My cũng hơi nóng nổi một chút và cũng hơi nóng tính một chút. Và cái My muốn thay đổi đây đó là cái sự điềm đạm hơn và mình suy nghĩ kỹ hơn trước khi mà mình muốn làm một việc gì. Mỗi người một vẻ, 10 phân vẹn 10 mà phải không My? Sở dĩ thì Kim Ngân đặt câu hỏi này cho Diễm My là Kim Ngân muốn đề cập đến những thắc mắc mà dư luận đang đặt lên trên Diễm My trong thời gian vừa qua. Vậy thì khi phải đối đầu với một cái luồng dư luận như vậy, My chuẩn bị một cái tâm lý như thế nào? Ví dụ như là trong thời gian vừa qua thì có thể nói là scandal nhỏ nhỏ, đó là việc My đóng phim Mỹ Nhân Kế, và My có chụp những cái, My cảm thấy là cái cảnh nó quá đẹp, cho nên là My chụp, My lưu lại, My đăng trên Facebook. Mà My không nhìn kỹ chẳng hạn. Thì có một số bài báo cũng nói là My lộ hàng này kia. Nói chung là mình cảm thấy không ổn cho lắm. Cái chuyện đó thì đối với My không sao, nhưng mà My chỉ sợ là ảnh hưởng tới đoàn phim. Thì sau đó thì My cũng có những cái lời xin lỗi với đoàn phim, và My lập tức My xóa những cái ảnh đó. Nhưng mà đối với My thì nó rất là đẹp. Chỉ đơn giản là nó đẹp và My cảm thấy hài lòng với nó thôi. My cũng không phải là tiếp người sống trên dư luận. Và dường như là những diễn viên nhí, những người mẫu nhí bây giờ muốn đánh dấu sự trưởng thành của mình bằng cách ăn mặc gợi cảm, cái gu thẩm mỹ gợi cảm hay những tấm ảnh gợi cảm. Vậy thì theo My, sự trưởng thành ở đây là như thế nào? My nghĩ là sự trưởng thành là về trong lối diễn xuất. Thí dụ như bạn đó là một diễn viên hoặc là một ca sĩ, thì cái sự trưởng thành nó được thể hiện trong cái giọng ca hay hơn, hoặc là cách diễn xuất sâu sắc hơn, hoặc là trong những cách trả lời với báo chí, trả lời với công chúng thì sẽ suôn sẻ hơn và đậm đà hơn, có ý nghĩa hơn, có nội dung sâu sắc hơn, chứ không phải là những câu từ ngớ ngẩn và gây sốc. My ơi, vậy thì My định nghĩa như thế nào là giới hạn về sự hy sinh cho nghệ thuật? My có thể nói cho Ngân được biết được không? My nghĩ là không có giới hạn. Thật ra đối với My á, là khi mà mình được làm việc chung với một ekip chuyên nghiệp, với một kịch bản hay, với một người đạo diễn tài ba, đó là niềm vinh hạnh cho một người diễn viên và là mơ ước của rất là nhiều diễn viên khác. Nếu mà My gặp được một vai diễn mà My tâm đắc và My được làm việc chung với một ekip chuyên nghiệp như vậy á, thì không có gì My phải ngại ngùng cả, và My sẵn sàng hy sinh mọi thứ. Diễm My được biết đến là một cô gái đầy nghị lực, giàu tình yêu thương bao la của mình dành cho mẹ. Vậy thì cuộc sống hiện tại của mẹ và bạn như thế nào? Bạn có thể chia sẻ được không? Ba mẹ My có ly dị, và trước đây thì cũng có những một số cuộc cãi vã xảy ra. Thì bây giờ thì mẹ và My sống riêng.
Nhưng mà My cảm thấy bây giờ khi mà sống riêng ra, tại vì mọi thứ đều bắt nguồn từ cái sự trái ngược nhau về tính cách của hai người, cho nên là mỗi người có một cái suy nghĩ riêng, mỗi người có một cái quan điểm riêng về cuộc sống. Khi mà hai người không còn sống chung nữa thì My cảm thấy hạnh phúc hơn, tại vì mỗi người đều biết vun đắp và chăm lo cho hạnh phúc của bản thân mình và tôn trọng nhau, tôn trọng cuộc sống của nhau. Và hiện tại bây giờ thì ba My cũng có những hạnh phúc của riêng ba My, còn My và mẹ thì cũng có hạnh phúc, vẫn quan tâm đến nhau. Và hiện tại bây giờ thì My là giống như là trụ cột, và My làm việc và My học tập, My cố gắng hết sức để có thể chăm sóc cho mẹ My một cách tốt nhất. Còn rất là trẻ mà theo như những lời mà My chia sẻ với Ngân thì Ngân cảm thấy My đã trải qua khá là nhiều thăng trầm trong cuộc sống, từ chuyện gia đình rồi ba mẹ rồi mối tình đầu của mình nữa. Vậy thì sau tất cả những gì đã qua, giờ đây ngồi lại nói về điều đó, My có cảm xúc như thế nào? My cảm thấy My may mắn, tại vì ở tuổi của My thì My cũng trải qua được, mình cũng có được nhiều kinh nghiệm và mình cũng là một diễn viên thì My cần những điều đó, và My cảm thấy vui về điều đó bởi vì mình cảm được cuộc sống nhiều hơn. My nghĩ là khi mà mình hiểu về một điều gì đó thì mình sẽ cảm thấy nó thú vị hơn nhiều, và nó tạo cho My một cái sự quyết đoán và nghị lực trong cuộc sống nhiều hơn. My ơi, vậy hiện tại mục tiêu chính của My ngay bây giờ và trong tương lai là gì hả My? Trước mắt là My đang học năm cuối, cho nên là mục tiêu trước mắt của My sẽ là tốt nghiệp đại học ngoại thương. Và tiếp đến thì My cũng có một số dự án. My sẽ làm một cái chuỗi cửa hàng gọi là trà sữa. Tại vì cái hình ảnh của My cũng rất là thông thuộc và cũng được nhiều bạn trẻ yêu mến, đặc biệt là các bạn tuổi teen. Mà My thấy các bạn tuổi teen thì cũng rất là thích uống trà sữa, cho nên là My quyết định mở quán trà sữa. Và sau đó nữa thì vì gia đình My và My cũng có những người bạn làm về lĩnh vực nhà trẻ, cho nên là sắp tới vì My cũng sẽ lớn thân sang làm về cái lĩnh vực đó. Nhưng mà mục tiêu lớn nhất của My đó là My cái vai Mai Thị của My sẽ được khán giả đón nhận, và tiếp sau đó nữa sẽ là những bộ phim được khán giả yêu mến hơn. Và tiếp sau đó nữa My cũng hy vọng rằng My cũng sẽ đạt được một giải thưởng điện ảnh. My ơi, qua những cái chia sẻ của My thì Ngân cảm thấy My là một cô bạn tươi trẻ và lúc nào cũng tiên, lúc nào cũng hồn nhiên hết. Và cảm ơn những cái chia sẻ của My dành cho chương trình. Nếu mà My có mở quán trà sữa thì hãy alo cho Ngân để Ngân cùng bạn bè đến ủng hộ My nha. Cảm ơn My đã đến với chương trình và chúc My ngày càng thành công hơn nữa trong công việc và trong cuộc sống của mình. Diễm My xin cảm ơn Kim Ngân và xin cảm ơn chương trình Sao Muôn Màu để cho Diễm My có cơ hội để được đến gần hơn với khán giả. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Sao Muôn Màu cũng hết rồi. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Kim Ngân xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý vị khán giả của Sao Muôn Màu. Hy vọng những giờ phút gặp gỡ với diễn viên Diễm My sẽ để lại trong lòng quý vị những giây phút hết sức thú vị.